kính thưa quý phật tử quý đạo hữu gần xa chúng tôi xin thuật lại bài sư vãi bán khoai tiên tri chiến tranh trung đông do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau năm mẹo tháng mẹo chưa buồn năm mẹo tháng hợi lụy tuôn rầm rể vậy mà chưa thấy ủ ê trung ương rồng lộn ê hề thây thi mèo kêu giết tới ai bì tới gà về ổ dân thì bình an thương thay đồ đệ ngùi ngùi mang lời thế sự không ngui tấm lòng gạn cho hết đục tới trong thương thay đồ đệ hết lòng chẳng buông lựa đồng mà đúc lấy chuông lựa người hiền đức mà thương lâu dài huệ lưu ký tả một bài viễn bang châu quận hậu lai khán tường vắn vài lời nói thảm thương muốn thời hãy đọc không thời đừng nghe. Giảng kinh không phải thơ vẻ. Nên ngồi đặt đặng không nghe lại cười. Giảng kinh có tiếng không người. Chứng có chín mười không phải mình tôi. Huệ lưu bút ký tả rồi. Đặng cho thiên hạ giấu roi để đời. Nam mô tam giáo công đồng chứng minh. Độ người dương thế. Trích phần cuối quyền mười sám giảng người đời sư vái bán khoai viết năm 1901. Lời bình, câu sấm năm mẹo tháng mẹo chưa buồn năm mẹo tháng hợi lụy tuôn dầm rể năm mẹo ám chỉ năm quý mão 2023 tháng mẹo ám chỉ tháng 2 âm lịch tức là đầu năm quý mão âm lịch tháng hợi ám chỉ tháng 10 âm lịch tức là cuối năm quý mão âm lịch 2023 dương lịch đại ý hai câu sấm trên ông sư vãi cảnh báo qua năm quý mão 2023 thế giới gặp nhiều tai họa khủng khiếp như thiên tai rông bão lũ lụt, nắng hạn cháy rừng, động đất. Nhưng mà phải chờ đến tháng hợi là 10 âm lịch, nghĩa là cuối năm mèo quý mau âm lịch, cuối năm 2023, trở đi thì đại họa mới thực sự ào ạt đến với loài người. Những lời sấm trên của ông sư vái bán khoai trùng hợp với những lời sấm sau đây của đức thầy bần sĩ vô danh. Đờn kêu hát khúc ai bi. Mèo kêu vang dậy thời kỳ mới khai năm mèo mới rõ mới hay, hai nghìn không trăm hai mươi ba cuối mèo phải chịu trắng tay khắp vùng. Mèo kêu đừng có nói khùng, coi chừng hỡi sẽ chập trùng tới đây. Đờn kêu đức cậu không dây, nửa mèo tặc tử tà tây loạn cuồng. Mèo kêu lệ chảy dầm tuôn, ai ơi đừng khổ đừng buồn đừng lo, đừng giàu đừng có bị so, mau trơn hối cải rồi lo làm hiền. Đờn kêu cho tới thị thiền thôn quê cũng vậy nối liền cùng nhau. Đờn kêu sóng bùa ba đảo. Ai khôn ai dại ai giàu cũng vong. Đờn kêu ai ví thiện công. Rồi đây sẽ mở mây rồng tường chi. Đờn kêu tiêu hết con gì. Bần buồn nước mắt lâm ly châu mày. Ngồi buồn chẳng nói với ai. Chi cơ chút xíu luận bài rồi xem. Kinh Phật Vương Di Lạc Trang 22 đến 24 kết tập từ mở P3 luận cơ chi đạo từ phút 73 do Đức Cậu Bần Sĩ vô danh ứng khẩu thuyết năm 1998, Thiền Tịnh Biểu Sơn, Sydney Ấn Tống năm 1999. Lời Bình, tháng 8 âm lịch, tổ chức chiến binh Hồi giáo Hamas ở Gaza tấn công Israel và Israel đánh trả bằng không kích, thành phố sụp đổ hoang tàn, người chạy loạn khắp nơi, chết chóc tang thương, đói khổ tràn lan nhưng phải chờ tới tháng hợi tức tháng 10 âm lịch nhằm cuối năm mèo quý mão 2023, thì cuộc chiến sẽ lan rộng, nhiều nước trong khối Hồi giáo tham chiến như Iran, Syria, Liban. Cảnh chết chóc sẽ rất kinh hoàng. Sư vãi bán khoai viết, năm mẹo tháng hợi lụy tuôn rầm rể. Và Đức Thầy Bần Sĩ Vô Danh viết, cuối mèo phải chịu trắng tay khắp vùng cụm từ cuối mèo hay tháng hợi ám chỉ cuối năm quý mão 2023, cuộc chiến Trung Đông mới thật sự bùng phát lan rộng dữ dội khắp vùng. Thành phố tan nát, người chết thay chất chồng đống không kịp chôn mùi tử khí sông ngút trời thật là hãi hùng. Năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hợi lụy tuôn dầm rể, hoặc là đờn kêu hát khúc ai bi, mẹo kêu vang dậy thời kỳ mới khai, năm mẹo mới rõ mới hay sau 2023 cuối mèo phải chịu trắng tay khắp vùng đến cuối mèo 2023 mới thật tang thương khi chiến tranh lan ra khắp Trung Đông các giếng dầu bị bế tắt kinh doanh dầu khí ngừng hoạt động khủng hoảng năng lượng ảnh hưởng toàn cầu vật giá leo thang lạm phát ạt ảo suy thoái kinh tế rối loạn xã hội bất ổn chính trị giặc dậy lăng xăng muốn tìm hiểu tương lai thế giới sẽ như thế nào từ cuối năm mèo 2023 trở đi, phải tìm hiểu bài sấm bói quạt của Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ. Khoa học đời nay thật khéo cho. Bày ra kiếm máy chạy vo vo. Tranh quyền tạo hóa nồng thay lạnh. Đông Á lần hồi phụ quạt mo. Có tiền mua lấy cũng nên cho. Tủ sắt còn đầy còn gió vo. Nhưng ngặt khan dầu e hết điện. Trở về lối cũ lượm câu mo cầu mò chừng ấy đắt tiền cho. Ngóng cổ thêm dài hút gió vo. Chủ khách ngẩn ngơ cơn nóng bức, thôi thì toa mò tạm dùng mo. Vịnh quạt máy, Đức Huỳnh giáo chủ viết tại Bạc Liêu ngày 21 tháng 6 năm Tân Tị tức ngày 15 tháng 7 năm 1941. Lời bình Quạt máy tượng trưng nền văn minh khoa học máy móc thực nghiệm hiện đại phá hoại môi sinh mà loài người vỗ ngực tự hào quạt mò tượng trưng nền văn minh thô sơ hiền lành cổ đại an dưỡng môi sinh mà loài người đã miệt thị chê bai cổ hũ. Tất cả ba bài thơ đều gieo vần cho, vò, mò, điệp ngữ điệp vận nhằm mục đích nói thiên cơ thế chiến ba. Vậy phải chăng tác giả ám chỉ thế chiến ba sẽ đưa nhân loại trở về thời đại quạt mò, mượn kia quạt máy để bói tiên tri tương lai nhân loại. Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ đã nêu lên đại họa khan hiếm dầu, vì khan dầu ắt hết điện. Khi khan dầu, các nhà máy điện không thể hoạt động phát ra điện năng. Nếu hết điện, chắc mọi sinh hoạt toàn cầu bị tê liệt. Và nếu không có dầu, máy bay không thể cất cánh, tàu nằm ù, xe không chạy. Nói tóm lại, mọi hoạt động thời đại điện năng bị ngưng trệ, xã hội rối loạn, giặc dậy. Cụm từ âm tiếng Pháp toa mỏa là mải tao ám chỉ thực trạng văn minh Tây Phương rối loạn không còn tôn ti trật tự gì nữa. Chừng nào thế giới gặp đại họa khan dầu khi bom nguyên tử nổ gây nhiễm độc phóng xạ nguyên tử, các giếng dầu bế tắt, cả thế giới văn minh điện tử tê liệt. Chừng đó các bà già miệng nhai trầu bỏm bẻm kêu đám con cháu môi son má phấn nhỏ nhảnh đi giày cao gót, trở về lối cũ lượm cao mò. Đức Tứ Thánh Tiên Tri, Đạo Phật diệu diệu thậm thâm, giàu mà tận thế ngàn năm vẫn còn, kẻ dại bị khôn đánh đòn. Vì thời bất đại triều lòn cho qua gặp cơn bình địa phong ba. Kẻ khô lại dạ mới là lạ cho, có quạt máy phụ quạt mo. Chừng nào hết điện quạt mo đắt tiền, đi tàu thì khỏe hơn thuyền. Khi tàu chết máy xuống thuyền ai cho, nắm khi đói gói khi no. Chê bài mắng nhức nhỏ to làm gì? Kinh giảng xưa của Tư Thánh. Kể tai nói cho bà nghe chuyện chiến tranh Trung Đông nổ năm mèo gồi. Thế giới này không còn dầu cũng không còn điện lũ trẻ mô son má phấn lũ lượt về quê lánh nạn. Vậy mình hái mo cầu bán đắt lắm. Sydney, ngày 15 tháng 10 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.